Kiếm gì mà phản nhau FPS mà lại còn kiếm được tiền? Planet Sandbox luôn. Planet Sandbox là tựa game FPS bắn súng xây dựng và chinh phục thế giới sinh tồn. Đằng sau đó là đội Advisor có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường game NFT, ví dụ như Thi Trương, CEO của iSlap đứng sau nhiều dự án cũng như GameFi, Fireland. Về backer có mấy ông lớn khá nổi trội như ZBS Capital, Red Guy và GameFi. Ở Planet Sandbox anh em sẽ có 3 chế độ chơi chính. Đầu tiên là chế độ xây dựng, xây nhà, thiết kế nội thất. Thôi vào game thì biết chế độ PvE. Anh em sẽ phải đi bảo vệ tháp mà người chơi sẽ phải bảo vệ vùng đất của mình khỏi NPC như là zombie, lính. Tiếp theo là chế độ dành cho các dân tổ. Anh em sẽ chạy đua với NPC và vượt qua chướng ngại vật và trở thành người đầu tiên về đích. Ở Planet Sandbox sẽ sử dụng hai đường token chính là PSB và PULV. PSB sẽ được dùng để trả phí giao dịch trong game, tạo hoặc mua NFT hay staking, với PULV kiếm được. Anh em thể quy đổi thành tiền thật hoặc tiếp tục sử dụng để mua các vật liệu hay nâng cấp vật phẩm trong game. Như anh em đã thấy, Seed và Private chiếm lần lượt là 3% và 15%, bị khóa từ 9 đến 12 tháng, khá lực đấy chứ. Đặc biệt đội ngũ phát triển dự án có 20% mà bị khóa lên tới 8 tháng rồi xong trả từng cúc nhỏ một. Sang đầu quý 1 có cho anh em kết hợp với công nghệ tương lai AR và VR, sửa như quả soda online luôn chứ lại.